chào quý vị khán giả đã đến với kênh Hà Lùng TV. Xin chào quý vị khán giả. Con tên là gì? Miu. Trời ơi, bị đặt mắc cỡ quý vị khán giả ơi, mệt quá à, mình dạng dĩ lên. Mình nói dạng dĩ dễ thương coi nè, hôm nay hai mẹ con mình làm cái gì? Quà trung thu của Chicky. Chicky đâu? Chicky. Chicky hả? À, hôm nay hai mẹ con Hà Lùng TV sẽ khui quà. Đó là một hộp bánh trung thu của Chicky. Cái bánh trung thu Chicky này quý vị khán giả có thể đặt ở trên Facebook vào trang Chicken Fried Gà Đốt New thì có thể book được bánh trung thu này và sẽ được ship tận nhà luôn. Mở ra coi nào, cái hộp rất là đẹp quý vị ơi, nhìn rất là sang trọng, cứng cáp. Đó, bây giờ bạn Bill sẽ mở ra nha. Để sẽ để đặt góc máy thiệt cao. Bây giờ Bill ở trong đây có 3 cái nè. À, trong một hộp là có 3 cái rồi sao nữa? Đây nè, phải giấy đi nè. Sao chữ ngược kia sao đọc mà? Chữ ngược ở đó đọc được ha. Rồi sao vậy ta? Rồi con đọc đi, con đọc cho quý vị khán giả nghe. Số điện thoại nè. 1800 088 839. À, đó là số điện thoại hotline. Facebook là Chicken Fried. Chữ chờ viết hoa. Chữ file viết hoa. Rồi chữ gà, chữ đốt, chữ niêu viết hoa. Rồi xong Instagram là Chicken Fried 3G. Còn một web là www.chickenfried.com không biết hoa. Có cái gì? In gì? Instagram hả? Có Instagram nữa. Có Instagram nữa nha quý vị khán giả, đầy đủ hết trơn luôn. Rồi bây giờ mình hãy tiến hành vào phẫu thuật bên trong cái hộp ra đi. Ở đây chúng ta có 3 cái bánh quý vị khán giả ơi. Con thích ăn bánh gì nè, bánh thập cẩm hay là bánh đậu xanh? Bánh đậu xanh không thôi. Trời đất ơi, ăn bánh đậu xanh không là bánh chay á, không có trứng luôn hả? Đâu có đâu, mẹ đâu có mua bánh đó. Này là gì? Cái này đây? Là thập cẩm gà xé. Cái bánh thập cẩm gà xé. Màu rất là đẹp quý vị khán giả ơi, màu vàng ươm luôn, màu vàng ươm. Trời cái ơi. Thứ hai nè. Trong cái thời buổi này mà mình có bánh trung thu ăn khi mà trung thu chưa đến thì nó cũng là một cái tội ác luôn. Trong khi ngoài kia bao nhiêu người còn đang khó khăn. Cái bánh thứ hai nè. Đậu xanh hạt dưa. Đậu xanh hạt dưa. Đó, cái này là đậu xanh đó, không có trứng đó. Đậu hạt dưa. Rồi, cái cuối. Trời ơi, dân review nhưng mà bừa bộn quý vị khán giả ha. Ta review xong ta để qua gọn gàng lại coi cái gì đó mà bừa bộn. Cái này là gà quay xá xíu. Gà quay xá xíu quý vị khán giả ơi. Mấy cái hộp này mình có thể cất lại để mai mốt là tặng quà sinh nhật cho bạn mình. Để cho mình gói đường này cổ. Cái hộp này đẹp quá, rất là dày, rất là chắc chắn, nhìn rất là sang trọng luôn. Cái hộp này á. Nè, có 3 cái này. Rồi bây giờ mình sẽ màu bên đây nó bị khét nè, mà màu nó đậm hơn, hơn. Còn hai cái này là cái đậu xanh cho nên màu nó nhạt hơn, còn bánh nướng bánh cẩm bánh mặn thì nó đây là cái màu đậm hơn nè. Rồi bây giờ mình sẽ chọn đi, mình chọn mình sẽ xử lý một cái nào trước nè. Con nghĩ là cái đậu xanh thịt dưa. Thịt dưa đúng không? Ok, rồi đi lấy một kéo. Chết từ rồi, hồi sáng giờ tôi ho quý vị ơi. Lấy kéo đi. Ủa sao lấy kéo, mình lấy dao chứ. Đây bánh trung thu. Đâu có lấy kéo, con lấy kéo làm gì? Cắt bánh hay lấy dao chứ? À lấy kéo cắt cái bịch ni lông ra hả? Trời ơi quý vị khán giả ơi, nghe rầu quá đi. Ngày 23 là sẽ sử dụng dạng như thiết quân luật đó, hạn chế một cách là ngặt nghiêm ngặt cái chuyện mà đi lung tung ngoài đường. Thì bây giờ từ sáng đến giờ, hôm nay là thứ bảy ngày 21 tháng 3. Trời ơi, người dân đổ xô cho các cái siêu thị đi thu gom lương thực tích trữ quá trời luôn, đông lắm, khủng khiếp luôn. Như vậy thì làm sao mà kiểm soát được lại luôn á. Tại sao mà
mà không có một cái cơ quan chính quyền nào đứng lên mà nói một cách công khai và rõ ràng và quyết liệt cho người dân yên tâm. Trời, chứ dân cứ đọc báo này báo kia, báo này nói này báo kia nói kia, nó rồi giờ giống như là sợ hoang mang, ai cũng lo đổ nhau đi đi mua đồ ăn về tích trữ, không mua thì không được, giờ không biết làm sao. Trời ơi, thấy báo chụp hình rồi các cái trang đưa tin gì đâu mà bu vô quá trời luôn, chết luôn á. Trời ơi, đông ơi là đông, nghịch người ở trong các cái siêu thị E-Mart rồi khu vực Gò Vấp của Hà Lùm TV nè, E-Mart rồi Lotte rồi Big C rồi Co-op-Mart gì, ôi trời ơi kính người luôn, chết luôn. Làm sao mà quản lý nổi, ví dụ như vậy đứng sát nhau không tiêu luôn. Gò Vấp đang đứng ở dưới gần cuối bảng á, trời ơi. Rồi tụ tập lại kiểu đó là vài bữa nữa rồi phát ra thì thôi chết luôn. Rầu dễ sợ rầu. Sáng nay rầu quá, 5:30 sáng Hà Lùng đã dậy rồi đó. Vậy nghiên cứu phải làm cách nào để đi siêu thị. Nó giỡn chứ Hà Lùng không có đi siêu thị nha quý vị khán giả. Hà Lùng không có mua gì trên trọi á. Đằng hôm bữa có trái bí đỏ nè, rồi có trái bí đao bự, rồi với lại sáng nay thấy cái bác kia bán mướp thì có mua 5 trái mướp. Với nhà có mấy dĩ thịt heo, rồi có bịch lạp xưởng, còn lại mấy lon cá hộp đó. Sáng nay có gom góp trong nhà được 5 kg gạo, 2 chai nước mắm, 1 chai nước tương, 10 gói mì, cái gì đó ta, có vậy thôi à, 5 kg gạo, 2 chai nước mắm, 1 chai nước tương, 10 gói mì gói. Gửi xuống dưới quận 12 cho một cái bác kia. Bác ấy cũng lớn tuổi lắm rồi mà bác hay đi theo mấy cái đoàn phim để nấu ăn rồi phụ quý vị khán giả. Nấu ăn, nấu cơm, phục vụ anh em trong đoàn phim á. Mà bây giờ bác khổ quá, bác cầu cứu, không có anh em đi làm phim á, là gọi là dân freelance á, làm theo dự án đó quý vị khán giả. Chứ có phim làm thì có tiền ăn, còn không có phim làm là không có tiền ăn. Cho nên là cũng khổ lắm. Rồi thấy bác kêu gọi tội nghiệp quá. Giờ mình cũng giờ hết rồi, trong nhà hết rồi, trứng rồi này nọ thì cũng chưa có mua thêm gì hết trơn. Giờ có gạo còn mấy ký gạo công ty mới cho hôm qua, một phần quà gồm có 5 ký gạo nè, một thùng mì nè, rồi nước tương, nước mắm, chao, dầu hào, tương ớt, một chai nước artichoke đỏ. Trời, đáng lẽ phải quay clip á mà soạn rất trơn, rửa ráy cất dọn rồi nên lười quá không quay cho quý vị khán giả coi luôn đó. Ủa Út ơi, lấy kéo lâu quá vậy con, cắt cái gì trời ơi, đợi review cái bánh trung thu mà 80 năm chưa thấy. Người ơi, người đi đâu rồi? Đi là một kẻo quá đáng. Sao anh hai làm gì con mà quá đáng hả? Anh hai làm gì con? Ở đây nãy giờ mẹ không khui luôn thì mẹ đợi con nè. Anh hai làm gì, anh hai chọc con gì mà nói anh hai quá đáng đó. Ok, cắt ra đó, thì lấy cái kéo cái cắt cái này thôi, rồi cũng vẫn phải lấy dao để mà xẻ chứ không lẽ con định là con bẻ nó ra hay gì. Cái này là muối để rắc nè. Thằng bậy à, trời ơi, cái gì muối để rắc, trời đất ơi, cái gì khán giả, cái đó cái gì, nói lại coi. Cái đó hút ảo. Trời ơi, coi nó ẩm hết hồn mà không nói cái này muối để rắc. Ăn vô là cái lưỡi nó dài ra luôn. Ăn vô cái lưỡi nó dài ra thêm một chút nữa nè, bỏ cái bánh hơi cắt nè. Ôi hay quá, sáng mẹ dậy sớm pha một ly nước trà nữa. Bây giờ mình sẽ ăn bánh nướng trà đàm đạo nha. Đàm đạo về tương lai của con. Mẹ con tính tương lai con làm nghề gì? Mẹ có tin là con đoán được tương lai của mẹ nữa không? Tương lai mẹ sao? Giơ tay lên, lè lưỡi ra. Rồi, tương lai của mẹ sẽ là một người dễ dụ. Trời, hay quá ha. Trời đất. Được, hay đấy. Nhớ đấy, ta sẽ ghim trong lòng đó. Cắt ra đều đều có nhìn giống cái tay. Rồi mời ai? Bự với giả nhà 4 người cắt làm 4 đó hả?
chắc là 4 cũng được, ăn cho đã. Mấy cái nhà hàng khoái bánh trung thu lắm quý vị khán giả. Hồi xưa Hà còn làm cô giáo á, trời đất ơi, mùa trung thu nào phụ huynh cũng tặng hết. Hồi đó Hà dạy trường quốc tế là một lớp chỉ có tầm 20 đến 22 bé thôi đó, mà phụ huynh trường quốc tế điều kiện người ta cũng rất là khá giả, cho nên là có trung thu là trời ơi, phụ huynh tặng bánh, nhiều khi chưa tới trung thu là đã tặng rồi, xong rồi đến trung thu tặng tiếp. Là cái gì vậy con? Trung bình là mỗi một đợt bánh trung mùa trung thu á là Hà sẽ nhận khoảng tầm 20 hộp bánh trung thu mà ăn hết quý vị, ăn rồi tặng ba mẹ hai bên xong rồi còn bao nhiêu là ăn hết, ăn lai rai từ lúc mà chưa trung thu cho đến qua trung thu nhà ăn hết đó. Trời ơi, nhà thích ăn bánh trung thu lắm, bởi nhà hỏi sao mà tôi không. Ủa sao vậy con, cắt rồi xong rồi sao không ăn đi? Đây mời quý vị khán giả nha, cái bánh trung thu này là của Chicky thuộc Chicken Pie. Ủa thì con ăn đi. Tiền ơi, cái bánh này không có trứng, cái bánh này là đậu xanh không. Ngon quá à, mập chết luôn quý vị ơi. Nhà thích ăn bánh nhập cảnh hơn. Bánh đậu xanh thì cũng thích nhưng mà không thích lắm. Úp ơi, ăn đi con, đậu xanh ngon lắm nè. Nước trà uống à, cái bánh bè ươm à. Hà chưa bao giờ từng thử làm bánh trung thu. Một hôm nào đó đẹp trời mình thử làm bánh trung thu coi chứ. Bây giờ thôi, bây giờ không có đi mua nguyên liệu được. Bây giờ là đi ra đường là tội ác. Bây giờ mà đi lông nhông ngoài đường là không có yêu nước nữa nè, bậy lắm. Bây giờ phải ở nhà đã là nha. Lên ghẹo anh hai đang tập thể dục ở trên trước quý vị khán giả, lên ghẹo anh hai cho anh hai la làng lên thì nó mệt ghê vậy á. Nè, có ăn bánh trung thu không? Review gì mà nửa chừng vậy trời, khổ ghê vậy quý vị ơi. Bài ra chuối mẹ đó, chuối mẹ ơi, mẹ quay cắt bánh trung thu review đi. Bây giờ không ăn review trời. Anh hai hổ lá kêu mốc là sao? Mốc móc xì vậy hả? Anh hai nói chuyện với con mà con hổng láo với anh hai, sao hổng láo nè, ăn đi. Rồi nó làm gì vậy? Ăn đi. Trời, kì vậy? Ngán lắm, cho mẹ ăn. Con đánh giá tình hình cho mẹ coi, bây giờ hiện tượng là người ta đi siêu thị mà cả ngàn người đổ đi siêu thị như vậy thì nó sẽ như thế nào đây? Hả? Thì không sao hết. Nghĩ sao? Muốn không bị corona nữa thì chỉ cần muốn không bị là không bị thôi. Ủa vậy hả? Muốn không bị là không bị hả, hay vậy? Bằng cách nào? Bằng cách là nếu mình đã bị corona rồi thì mình cứ nghĩ mình không bị thì mình không bị. Vậy luôn hả? Tự kỷ ám thị vậy luôn hả? Trời ơi trời, tâm linh quá vậy. Tự nhiên bị rồi mà nói mình không bị cái không bị. Rồi, tự nhiên giờ mắc ho, từ sáng giờ mắc ho quá nè quý vị khán giả ơi. Ủa tôi mình mà dính dương tính một cái tôi bị nhúng cồn này. Xong bị ca cả lương một tháng quá, chết tôi rồi. Không được, mình lấy một cái ly nước pha chút xíu dầu xanh uống vô được. Sáng nay có xong rồi quý vị, nấu một nồi nước xong nhỏ dầu vô xong mũi họng. Xong trước đi cho tính nửa tính sao, rồi nó ho rồi. Bánh thu đậu xanh quý vị ơi. Bánh thập cẩm thì chưa cắt, bây giờ cắt đã có ăn đâu nè, bài ra cắt xong không ăn nè, bực mừng ghê vậy. Có chồng quý vị khán giả, để Hà đi xử lý hay nó.